Sáng mùng 8 tháng 2, tức 29 tháng Chạp, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, tổng biên tập Báo Lao Động cùng các lãnh đạo của báo đã trực tiếp tới Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trao gần 80 suất quà cho các bệnh nhi khoa bệnh máu trẻ em ở lại viện đón năm mới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển ân cần động viên các bệnh nhi giữ sức khỏe, yên tâm điều trị, đồng thời gửi đến các thầy thuốc lời chúc nhiều sức khỏe để chăm sóc cứu chữa người bệnh ngày càng tốt hơn. Nhận những suất quà từ quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Báo Lao Động dịp cuối năm, bệnh nhân và người nhà không giấu được xúc động. Cháu thì phát hiện dịch bệnh từ sớm, cũng được điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Thì hiện giờ thì cháu cũng đang ở giai đoạn 1 của điều trị. Tuy nó cũng không được thuận lợi lắm, nhưng mà cũng được các bác sĩ quan tâm nên là hiện giờ cháu cũng đã khá ổn. Thì tôi cũng thay mặt gia đình cũng như là toàn thể các bệnh nhân ở Bệnh viện Huyết học Trung ương này cảm ơn cái quỹ Tấm lòng vàng của Báo Lao Động. Đã những ngày cuối năm mặc dù bận rộn cũng đã đến thăm hỏi và chia sẻ đối với những gia đình phải ăn Tết trong bệnh viện. Bao giờ phải xa các con ở nhà, khi mà phải ăn Tết ở nhà vì bây giờ không may cháu bị bệnh tật ấy, thì ở đây thì cũng rất là buồn. Mà vì bệnh tật của cháu, vì sức khỏe của cháu, mình cũng vẫn phải ở đây để đồng hành cùng với cháu ấy, để làm sao mong rằng cháu được khỏe. Em cũng rất cảm ơn các bác, các cô đã quan tâm đến các cháu và đã chia sẻ, đã có quà tặng quà cuối năm cho các cháu. Em không biết nói gì, em chỉ biết là gửi lời cảm ơn thôi ạ. Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, những khoa phòng cũng ngập tràn không khí Tết, những cành đào, cây quất được trang trí để bệnh nhân được đón Tết ấm áp dù xa nhà. Để mang lại Tết ấm áp cho các bệnh nhân, viện đã có phương án hỗ trợ cho những bệnh nhân ở lại viện đón Tết. Dự kiến trong 4 ngày Tết, bệnh viện và các nhà tài trợ sẽ phát suất ăn miễn phí cùng các nhu yếu phẩm cho bệnh nhân cùng người nhà.